Dạ, em xin trình bày và hướng dẫn tự chăm sóc tại nhà cho người bệnh suy tim trong bối cảnh giãn cách xã hội. Thì bài trình bày của em gồm có 3 phần. Thứ nhất là ảnh hưởng của giãn cách xã hội lên người bệnh suy tim ngoại trú. Thứ hai là hướng dẫn người bệnh suy tim tự theo dõi tại nhà. Và thứ ba là vai trò của điều dưỡng. Thì trước tình hình dịch bệnh chưa ổn định, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra các chỉ thị 15, 16, 19 thì đều đó là những chỉ đạo về biện pháp phòng chống dịch COVID như tập trung đông người, khoảng cách an toàn tối thiểu, hoạt động của các cơ sở kinh doanh vận tải vân vân. Trong đó thì cái chỉ thị số 16 là văn bản quyết liệt nhất với cái biện pháp cách ly xã hội. Và gần nhất thì thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện cách giãn cách xã hội đến cuối tháng 9 2021 và nhiều tỉnh phía Nam cũng tiếp tục giãn cách xã hội. Và việc giãn cách xã hội thì cũng nhằm đặt ngăn chặn kiểm soát các đại dịch COVID, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. Tuy nhiên thì việc cách ly xã hội cũng gây ảnh hưởng rất nhiều, như là việc gián đoạn dịch vụ chăm sóc y tế, thay đổi lối sống, hành vi, tâm lý, hạn chế các chương trình phục hồi chức năng tim mạch. Việc gián đoạn các dịch vụ chăm sóc y tế như là bệnh viện, nhân viên y tế thay đổi chức năng, phòng khám tư nhân đóng cửa, thủ tục khám chữa bệnh phức tạp hơn, nhà thuốc thì quá tải. Việc thực hiện quy định giãn cách thì dẫn đến khó cho người bệnh nhân, sẽ khó tiếp cận được nguồn lực y tế hơn. Đối với lối sống của người bệnh thì cách ly tại nhà gây nên hạn chế những vận động thể lực, thiếu các hoạt động ngoài trời, những chế độ ăn uống thì thay đổi, có thể người bệnh sẽ ăn đồ ăn chế biến sẵn, nấu ăn thì nhiều muối, ít rau, ít trái cây. Một số món ăn của người bệnh thì cũng không được ý thức hơn, người bệnh có thể ăn uống ít hơn hoặc nhiều hơn, có thể lạm dụng thuốc lá, chất kích thích và tăng cái thời gian sử dụng điện thoại thông minh hoặc là truyền hình. Cũng như bác sĩ Thành đã nói thì tâm lý người bệnh suy tim mùa COVID nó làm cho ảnh hưởng tới người bệnh rất nhiều, như là người bệnh có thể bị rối loạn thông tin về bệnh tim và COVID, người bệnh có thể sợ đến bệnh viện do dịch bệnh, có thể rối loạn cảm xúc như lo lắng, sợ hãi, trầm cảm và có thể dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình, và quan trọng nhất là họ sợ chết trong cô lập. Vì vậy thì người bệnh suy tim cần được hướng dẫn tự chăm sóc tại nhà. Em xin đưa qua phần thứ hai là phần hướng dẫn người bệnh suy tim tự theo dõi tại nhà. Thì đối với những bệnh nhân suy tim, việc theo dõi chăm sóc tại nhà trong thời gian COVID thì cần mình hướng dẫn, cần hạn chế lây nhiễm, chế độ ăn, duy trì lối sống, theo dõi tại nhà, theo dõi triệu chứng, tuân thủ điều trị, chủng ngừa và cần thì có thể bệnh nhân phải nhập viện. Thực hiện không để phòng tránh lây nhiễm thì người bệnh cần thực hiện tốt cái thông điệp 5K, đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc với những người có thể không bị bệnh. Khoảng cách thì về việc khoảng cách thì người bệnh nên giữ khoảng cách tiếp xúc ít nhất là 2 mét. Về khử khuẩn, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập nơi đông người, hạn chế đi mua sắm và khai báo y tế. Đặc biệt là khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì cần phải gọi đường dây nóng tới chỗ trung tâm y tế hoặc là tới bệnh viện nơi mà bệnh nhân được được quản lý. Ngoài ra thì người bệnh suy tim cần phải ăn một chế độ ăn lành mạnh, như là không ăn mặn. Tùy vào mức độ suy tim mà người bệnh nhân nên ăn uống chế độ ăn lượng muối hàng ngày có thể là từ 3 đến 5 gram trong một ngày. Với các hướng dẫn, mình nên hướng dẫn người bệnh là nên giảm dần cái lượng muối để vị giác có thời gian thích nghi. Khi nấu thì nên nêm gia vị sau cùng hoặc là không chấm muối, đọc hàm lượng muối trong thực phẩm, chọn cái thực phẩm chứa ít muối, tránh những loại thức ăn nhiều muối. Nên ăn nhiều rau, trái cây trong mỗi bữa ăn, uống nước vừa đủ từ 1 đến 1,5 lít một ngày và hạn chế thịt mỡ, ăn nhiều cá. Tuy nhiên trong thời dịch COVID thì có thể là cái lượng thức ăn đó không nhiều và nó cũng không đa dạng, thì có thể lượng đạm hàng ngày bệnh nhân có thể ăn thêm, đó là từ đạm thực vật. Lưu ý những cái thực phẩm chứa ít muối như là từ các loại rau, hạt, những loại thịt tươi, tránh những loại thức ăn có nhiều muối như những cái đồ đóng hộp. Và quan trọng là người bệnh nên bỏ cái thói quen là chấm, hoặc là có thể bỏ cái thói quen đó là để sẵn cái gia vị ở trước 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 mặt khi ăn. Đây là cách đọc những thực phẩm
Khi hướng dẫn bệnh nhân thì mình có 3 bước. Bước thứ nhất là nên hướng dẫn bệnh nhân xem lượng đơn vị trong thực phẩm. Bước thứ hai là xem hàm lượng muối trong mỗi đơn vị. Bước thứ ba là khi chọn thì chọn các hàm lượng muối nhỏ hơn 200 mg hoặc là dưới 8%. Ngoài ra thì để tình trạng suy tim ổn định, mình nên hướng dẫn người bệnh duy trì lối sống lành mạnh như là không hút thuốc lá, theo dõi cân nặng, bỏ rượu bia, chế độ ăn lành mạnh như trên, tiết chế lượng nước uống, tập thể dục tại nhà và tuân thủ điều trị. Việc hạn chế rượu bia đối với bệnh nhân nam thì nên tối đa là một ngày chỉ là một ly hoặc là khoảng 150 ml rượu bia. Nếu với nữ thì bằng 1/2 lượng của lượng này. Đối với những người mà suy tim do rượu thì nên cai rượu tuyệt đối và ngưng hút thuốc lá. Theo dõi tại nhà thì hướng dẫn người bệnh nâng cân hàng ngày, để theo dõi chính xác thì nên hướng dẫn người bệnh là cân đúng cách, sử dụng trên một cái cân đặt trên mặt phẳng cứng, cân vào buổi sáng sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn uống, cân với cùng một lượng quần áo trên người và ghi lại cân nặng hàng ngày thật chính xác, và cần gặp bác sĩ khi cân nặng tăng hơn từ 1,5 kg trong 1 đến 2 ngày hoặc là 2,5 kg trong 1 tuần. Ngoài cái việc khi cân nặng thì mình cần phải theo dõi, hướng dẫn bệnh nhân tiết chế lượng nước bằng cách là hướng dẫn bệnh nhân sẽ dùng cái ly nhỏ để uống uống chậm, vệ sinh răng miệng thường xuyên, nhai kẹo không đường, có thể ngậm nước đá hoặc là thêm vài lát chanh vào nước uống. Ngoài ra thì mình hướng dẫn bệnh nhân nên là dùng cái chai nhỏ để lường nước trong 1 ngày, mình sẽ theo dõi được lượng nước cho chính xác hơn. Về việc vận động thể lực phục hồi chức năng tim mạch thì trong thời gian dịch Covid thì và trong cái bối cảnh giãn cách xã hội thì người bệnh nhân khi tập luyện nên tập luyện trong nhà và duy trì cái việc tập luyện mỗi 3 phút 1 ngày cũng như các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên mình nên hướng dẫn người bệnh là theo dõi cái việc tập luyện hàng ngày là không bắt đó là không bắt đầu khi bụng đói hoặc là đầy bụng, có thể bắt đầu với mọi bài tập với tốc độ chậm và tăng dần, và luôn dặn bệnh nhân là phải khởi động và thư giãn sau khi tập. Nếu bệnh nhân không thể nói chuyện trong quá trình tập thì tức là bệnh nhân đang tập quá sức và nên cần dừng lại. Ngoài ra có những hoạt động hướng dẫn bệnh nhân là không nên làm như là việc khuân vác vật nặng trên 5 kg, làm việc nặng nhọc bằng tay, lau nhà, tạo toilet, giặt giũ, leo bộ 3 tầng cầu thang liên tục. Việc theo dõi triệu chứng của tại nhà của bệnh nhân đều cần thiết. Người bệnh nên theo dõi tình trạng tay mình khó thở, thở dốc, có phù chân, có mệt, có khó ngủ do ngộp thở hay không, bụng có căng to, chán ăn, có ho, có tiểu đêm, có nản trí hay không. Thì việc theo dõi triệu chứng tại nhà thì mình nên hướng dẫn bệnh nhân là sử dụng cái bảng hướng dẫn như em vừa trình bày. Thứ nhất là về hô hấp thì bệnh nhân sẽ tự đặt ra câu hỏi với mình là tôi có hít thở bình thường hay không, tôi có ho nhiều hơn hay không, tôi có uống thuốc nhiều hơn để ngủ đêm qua hay không. Về cân nặng thì hướng dẫn bệnh nhân là ghi cân nặng vào mỗi sáng, theo dõi cân nặng xem cái tăng hay giảm so với ngày hôm qua hay tuần trước như thế nào. Đối với theo dõi tình trạng phù thì người bệnh sẽ xem thử coi cái mắt cá chân sưng có hơn thường ngày hay không, hôm nay giày dép và quần nó chật hơn hay không, ngón tay đeo nhẫn có khớp hay không. Về sinh hoạt thường ngày, bệnh nhân có thể xem lại cái tình là có thể tự sinh hoạt cá nhân hay không, có thấy mệt hơn thường ngày hay không, hoặc là có thấy nặng ngực, mạch tim hoặc là thiếu hơi thở hơn hay không. Một điều quan trọng trong cái theo dõi tại nhà đó là việc theo dõi huyết áp, và trong dịch bệnh COVID này thì người bệnh cần theo dõi thêm cái phần SpO2. Đối với bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân suy tim thì mặc dù mình có nhiều loại máy đo huyết áp nhưng đối với bệnh nhân lớn tuổi thì ta nên hướng dẫn bệnh nhân thì mua cái máy đo huyết áp mà tự động, khi đó thông tin nó sẽ nhìn và trực quan hơn. Những cái tư thế đo huyết áp nó rất ảnh hưởng tới kết quả. Cần hướng dẫn bệnh nhân thứ nhất là nếu như ở tư thế ngồi thì cần ngồi dựa lưng vào ghế, tay để trên bàn, cách ngang mặt tim và chân chạm đất. Ngoài ra thì nếu như bệnh nhân nằm thì cái tư thế tay của mình cũng phải ngang mặt tim, và cẩn thận hướng dẫn bệnh nhân thêm về cái kích thước của cái vòng đo
cũng như như là vị trí để đo, hướng dẫn bệnh nhân theo dõi, chỉ bệnh nhân theo dõi cái phần huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và cái nhịp tim thông thường. Thì tùy cá thể thì nhịp tim của bệnh nhân có thể dao động từ 60 đến 70 lần một phút. Và đối với những thiết bị đo SpO2 thì nó đơn giản hơn, tuy nhiên mình cũng cần phải lưu ý cho bệnh nhân. Thì chỉ số SpO, như chỉ số SpO bình thường là tức là độ bão hòa oxy trong máu thường là 98 đến 100%. Tuy nhiên có thể nó sẽ ảnh hưởng do đến độ chính xác của cái SpO2, nên cần lưu ý là cần phải xoa ấm bàn tay trước khi kẹp cái thiết bị đo SpO2, để bàn tay yên trên mặt bàn, và khi đo thì cố gắng là không cử động trong 1 phút để kết quả được chính xác. Ngoài ra có một số cái yếu tố ảnh hưởng đến cái kết quả nữa, đó là người bệnh tay có thể lạnh, huyết áp có thể thấp thì nó ảnh hưởng tới kết quả, cũng giống như là người bệnh cử động tay nhiều, đo ở môi trường ánh sáng chiếu trực tiếp, và một số bệnh nhân thì có thể sơ móng tay thì cái ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả đo SpO2. Việc tuân thủ điều trị đối với người bệnh nhân trong cái thời gian mà có thể bệnh nhân có thể khó đi tái khám thì hướng dẫn khi gọi điện thoại hướng dẫn, mình cần hướng dẫn cho bệnh nhân là nên nếu mà được thì nên dự trữ thuốc từ 2 đến 3 tháng, uống thuốc đều theo toa, không tự ý ngừng thay đổi liều thuốc nếu không có hướng dẫn của bác sĩ, cũng như cần trao đổi với bác sĩ khi dùng thuốc ngoài toa, hỏi nhân viên y tế về tác dụng của thuốc cũng như những thắc mắc về thuốc, theo dõi các tác dụng phụ của thuốc. Bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân suy tim thì về việc cái giờ uống thuốc rất quan trọng, nên có thể là phối hợp với một người người nhà hỗ trợ mình, có thể là nhắc mình uống thuốc hoặc là sử dụng những cái điện thoại giờ để báo thức tới giờ uống thuốc, và nên chia sẵn các tủ thuốc trong ngày. Tuy nhiên việc chia sẵn cái thuốc trong ngày mình cần hướng dẫn thêm là chỉ chia sẵn trong ngày qua ngày thôi, còn nếu như có một số số bệnh nhân thì có thể cắt sẵn, bỏ các bao thuốc ra ngoài thì nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng thuốc. Về tiêm ngừa thì giống như bác sĩ Thành với bác sĩ Đan cũng có nói, thì việc đối bệnh nhân suy tim việc tiêm ngừa vaccine hành cúm và tiêm rất quan trọng trong thời dịch dịch COVID, thì cái việc mà tiêm phòng vaccine COVID nó là điều ưu tiên để bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân ạ. Điều quan trọng nữa là bệnh nhân cần phải biết những cái dấu hiệu suy tim mà tại nhà và có thể nhập viện khi cần thiết. Hướng dẫn người bệnh nếu như có những cái triệu chứng không khó thở, sinh hoạt bình thường, không phù tay, phù chân, không tăng cân, không đau ngực, khi đó mình cần động viên người bệnh tiếp tục tâm hàng ngày, tuân thủ thuốc, ăn lạc và tái khám định kỳ. Nhưng có một số những dấu hiệu hướng dẫn bệnh nhân là cần cảnh báo và cần kiểm tra ngay, khi đó cần phải gọi bác sĩ và bác sĩ có thể hướng dẫn mình phải thay đổi thuốc. Ví dụ như ho khan, khó thở hơn trong các hoạt động thường ngày, tăng phù chân, phù cổ chân, tăng cân hơn 1,5 kg trong 1 đến 2 ngày hoặc là 2,5 kg trong 1 tuần, chướng bụng, khó thở khi nằm hoặc là phải kê thêm gối. Một số dấu hiệu nguy hiểm mà người bệnh cần phải đến bệnh viện ngay hoặc là liên hệ cho bác sĩ hoặc là gọi số cấp cứu, đó là khi người bệnh ho dữ dội, khó thở ngay cả khi nghỉ, phù chân, chướng bụng, tăng cân nhanh hơn 1,5 kg một ngày hoặc là 2,5 kg một tuần, chán ván hoặc ngất, lo lắng nhiều, mất ngon mực, ngon miệng, phải ngồi ngủ, phải ngồi đau ngực. Và đây là cái lưu ý thêm, hướng dẫn thêm bệnh nhân trong cái đại dịch COVID là các đường số điện thoại của các trung tâm y tế và trạm y tế. Ngoài ra mình có thêm cái số điện thoại 1022 là cái số điện thoại mà HCDC để hướng dẫn khi bệnh nhân cần tư vấn hoặc là có thể là phản hồi những cái thông tin từ COVID ạ. Em xin đi qua phần thứ ba là vai trò của điều dưỡng. Trong quá trình trong hoạt động chương trình quản lý bệnh nhân suy tim thì người điều dưỡng đóng vai trò quan trọng để duy trì các hoạt động chương trình này, và vai trò của quan trọng của điều dưỡng rất quan trọng trong mô hình đa phương mô thức. Mỗi bệnh nhân thì do một điều dưỡng phụ trách, điều dưỡng là người kết nối người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế. Khi giáo dục sức khỏe cho người bệnh, thân nhân thì điều dưỡng luôn thực hiện từ nội trú
tới ngoại trú, tư vấn chế độ ăn, chế độ tập luyện, thay đổi lối sống và thay đổi, theo dõi cái tuân thủ điều trị, điều dưỡng, chia sẻ, động viên, tạo kết nối với người bệnh và khám bệnh từ xa. Đây là một phương tiện quan trọng thời COVID. Đây là hình ảnh khi mà bệnh nhân gọi điện thoại tới hỏi về tư vấn, chúng ta mà. Còn quan trọng nhất là cái phần sổ tay người bệnh suy tim. Khi tư vấn cho bệnh nhân tại bệnh viện cũng như về nhà thì điều dưỡng thường phát cho bệnh nhân cái sổ tay hướng dẫn quản lý bệnh nhân suy tim. Khi đó mình cần hướng dẫn bệnh nhân thêm những thông tin mình đã tư vấn, cũng như hướng dẫn bệnh nhân cái cách theo dõi cân nặng, huyết áp, tình trạng mệt hay phù tại nhà qua cuốn sổ này. Và từ cái cuốn sổ này mình có thể là hướng dẫn bệnh nhân kỹ hơn những thông tin bệnh nhân cần thiết. Và cuối cùng thì đại dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu sắc đến người bệnh suy tim. Việc hướng dẫn người bệnh suy tim tự chăm sóc tại nhà là rất quan trọng, giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong. Điều dưỡng đóng vai trò quan trọng trong các chương trình quản lý bệnh nhân suy tim. Và chương trình quản lý bệnh nhân suy tim luôn đồng hành cùng người bệnh suy tim bước qua đại dịch COVID. Dạ, bài trình bày của em đến đây là kết thúc ạ. Em xin cảm ơn quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Cảm ơn nha.